Này thiện hiện, Đại Bồ Tát vì Bồ Đề, nên tu bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Đối với tất cả pháp, không ích không tổn, không tăng không giảm, không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát vì Bồ Đề, nên khi an trụ thánh đế khổ, thánh đế tập diệt đạo. Đối với tất cả pháp, không ích không tổn, không tăng không giảm, không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát vì Bồ Đề, nên khi tu bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Đối với tất cả pháp, không ích không tổn, không tăng không giảm, không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát vì Bồ Đề, nên khi tu tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ. Đối với tất cả pháp, không ích không tổn, không tăng không giảm, không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát vì Bồ Đề, nên khi tu pháp môn Tam Ma Địa, pháp môn Đà La Ni, đối với tất cả pháp, không ích không tổn, không tăng không giảm, không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát vì Bồ Đề, nên khi tu pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, đối với tất cả pháp, không ích không tổn, không tăng không giảm, không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát vì Bồ Đề, nên khi tu năm loại mắt, sáu phép thần thông, đối với tất cả pháp, không ích không tổn, không tăng không giảm, không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát vì Bồ Đề, nên khi tu 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, đối với tất cả pháp, không ích không tổn, không tăng không giảm, không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát vì Bồ Đề, nên khi tu Đại Từ Đại Bi Đại Hỷ Đại Xả, đối với tất cả pháp, không ích không tổn, không tăng không giảm, không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát vì Bồ Đề, nên khi tu pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, đối với tất cả pháp, không ích không tổn, không tăng không giảm, không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát vì Bồ Đề, nên khi tu trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, đối với tất cả pháp, không ích không tổn, không tăng không giảm, không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh. Vì sao? Này thiện hiện, Đại Bồ Tát vì Bồ Đề, nên khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, đối với tất cả pháp hoàn toàn không có sở duyên làm phương tiện, chẳng phải ích tổn, chẳng phải tăng giảm, chẳng phải sanh diệt, chẳng phải nhiễm tịnh, ngay bây giờ và ở đây. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát vì Bồ Đề nên tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, đối với tất cả pháp hoàn toàn dùng không có sở duyên làm phương tiện, chẳng phải ích, chẳng phải tổn, chẳng phải tăng, chẳng phải giảm, chẳng phải sanh, chẳng phải diệt, chẳng phải nhiễm, chẳng phải tịnh, ngay bây giờ và tại đây, thì tại sao khi Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nhiếp thọ bố thí ba la mật đa, nhiếp thọ tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa, tại sao khi Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nhiếp thọ pháp không nội, nhiếp thọ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Tại sao khi Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nhiếp thọ chân như, nhiếp thọ pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Tại sao Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nhiếp thọ bốn niệm trụ, nhiếp thọ bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo? Tại sao Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nhiếp thọ thánh đế khổ, nhiếp thọ thánh đế tập diệt đạo? Tại sao Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nhiếp thọ bốn tịnh lự, nhiếp thọ bốn vô lượng, bốn định vô sắc? Tại sao Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nhiếp thọ tám giải thoát, nhiếp thọ tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ? Tại sao Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nhiếp thọ pháp môn Tam Ma Địa, nhiếp thọ pháp môn Đà La Ni?
Tại sao Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nhiếp thọ pháp môn giải thoát không, nhiếp thọ pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện? Tại sao Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nhiếp thọ năm loại mắt, nhiếp thọ sáu phép thần thông? Tại sao Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nhiếp thọ 10 lực Phật, nhiếp thọ 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng? Tại sao Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nhiếp thọ đại từ, nhiếp thọ đại bi, đại hỷ, đại xả? Tại sao Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nhiếp thọ pháp không quên mất, nhiếp thọ tánh luôn luôn xả? Tại sao Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nhiếp thọ trí nhất thiết, nhiếp thọ trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng? Tại sao Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, vượt lên các bậc thanh văn và độc giác, thú nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, tu hành chánh hạnh 10 địa, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột? Hết quyển thứ 365.